Nãy giờ mà ba anh chị nói em anh nghĩ em không hiểu đâu. Nếu mà em hiểu là em đã làm được rồi. Tại vì cái giọng của em mà tự nhiên em đi em không có làm thoát ra là em đã là không hiểu rồi. Anh dặn đi dặn lại, nếu như mà mình đã thi thì mình phải biết đầu tư và mình phải biết tập. Và at least là mình phải biết mình nhờ ai đó, mướn ai đó để nghe mình hát, để cho, tại vì mình phải khai thác cái lợi thế của mình mà không có ai chịu khai thác cái lợi thế của mình hết, để cho nó làm ra một cái sự quá là nuối tiếc đi. Nó quá là nuối tiếc đi, có nghĩa là bây giờ em hát 5 chứ đúng ra cái giọng của em là hát 10 mà bây giờ em mới có hát có 5 mà. Em hiểu không? Cho nên nó rất là làm cho có cái người nghe người ta rất là bức xúc. Nha. Cho nên nếu như mà vô lần sau mình chơi là phải tới, chơi là phải biết đầu tư. Để anh bên em. Cái này là ban giám khảo mới vừa nhắc thôi mà. Thì bây giờ cho người ta vô đi, vòng sau người ta mới học được chứ. Vừa người ta đã thi rồi, bây giờ cái điểm mà thiếu sót đó là bây giờ người ta học hỏi rồi lần sau người ta sẽ trình diễn cho nghe. Bây giờ em hứa với anh Thêm đi, nếu mà em vô vòng trong em sẽ sửa hết tất cả những gì mà ba vị giám khảo vừa nói. Chứ làm sao mà vừa nói người ta thi rồi làm sao mà anh thấy được. Lần sau đi anh cho cái yes đi, lần sau người ta vô người ta thấy. Xin cho Jenny Thiên Mỹ gửi đến ban giám khảo và tất cả các quý vị trong trường quay lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Jenny xin được mang đến audition một bài hát mang tên Tâm sự cùng người lạ, sáng tác và trình bày bởi nhạc sĩ Tiên Tiên. Buồn rơi rơi là ngày mà anh xa tôi. Đời hoài cho hoài, người đâu không tới. Sao anh không một lời dặn trước với tôi người ơi. Để ngắm người về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về còn dài mà lòng thì như chia hai. Không ai thâu lành lại, đành cứ thế đi miệt mài. Xin thích kiều Jenny. Xin mời anh nhạc sĩ Đông Sơn. Với anh thì em là một người hát có kỹ thuật rất là tốt. Em control cái giọng của em, làm cho cái âm thanh ra rất là đều, rất là gọn. Và đôi khi chính cái chỗ em control nó quá chặt như vậy, nó làm cho em hát không bị rõ lời ở một số chỗ. Anh nghĩ rằng là em nên relax hơn chút xíu thì em sẽ phát âm rõ và sexy hơn. Em thử em chọn một cái phong cách sexy chút xíu thay vì mà hơi ngầu ngầu thì anh nghĩ nó sẽ hợp hơn với em nữa đó. Em sẽ còn tiến xa hơn được nữa nha. Anh đặc biệt rất là thích cái improvise cuối cùng của em. Nó rất là powerful và rất là ngon. Ok, chúc mừng em. Xin cảm ơn. Xin mời chị Phương Hồng Quế. Cái nhìn ở ngoài, phong cách ở trên sân khấu đẹp, dễ thương, xinh xắn. Nhưng mà như anh Đồng Sơn đã nói, tức là phát âm không có được rõ cho lắm. Em cố gắng phát âm rõ hơn, tại vì em cũng có cái chất giọng, với lại hát thoát hơn một chút nữa. Nó hơi bị làm như là
control cái giọng mình nhiều quá đó, gò nhiều quá đó, hát buông ra cho nó thoải mái thêm nhé. Dạ, em xin cảm ơn. Xin mời nghệ sĩ Hồng Đào. Thì như mọi người nói là tại vì em control cái giọng em quá đó cho nên chị không thấy thoát ra, mà chị nghĩ là em hát rõ được chứ không phải là không, nhưng mà em control, em biểu diễn cái giọng quá. Và cái bài này là một cái bài chị nghe là chị đứt ruột á, và chị chờ cái câu là sao anh ngốc quá đến bây giờ mà vẫn còn yêu cô ta. Chị chờ cái câu lắm vì cái câu nó đối với chị nó touching ghê lắm, nhưng mà tại vì em control quá cho nên cái câu đó nó không có được tình cảm. Cho nên lần sau, tất nhiên là cái giọng em là quá tốt rồi, lần sau thì mình chị nghĩ là mình làm rõ lời hơn và bỏ tình cảm sexy giống như là anh Đồng Sơn nói nhiều hơn nhé. Cảm ơn dạ, em. Dạ em xin cảm ơn với chị. Thực ra nãy giờ mà ba anh chị nói em anh nghĩ em không hiểu đâu. Nếu mà em hiểu là em đã làm được rồi. Tại vì cái giọng của em mà tự nhiên em đi em không có làm thoát ra là em đã là không hiểu rồi. Anh dặn đi dặn lại, nếu như mà mình đã thi thì mình phải biết đầu tư và mình phải biết tập. Và at least là mình phải biết mình nhờ ai đó, mướn ai đó để nghe mình hát. Để cho, tại vì mình phải khai thác cái lợi thế của mình, mà không có ai chịu khai thác cái lợi thế của mình hết. Để cho nó làm ra một cái sự quá là nuối tiếc đi. Nó quá là nuối tiếc đi, có nghĩa là bây giờ em hát 5 chứ đúng ra cái giọng của em là hát 10, mà bây giờ em mới có hát có 5 mà. Em hiểu không? Cho nên nó rất là làm cho có cái người nghe người ta rất là bức xúc nha. Cho nên nếu như mà vô lần sau mình chơi là phải tới, chơi là phải biết đầu tư. Để anh bên em. Cái này là ban giám khảo mới vừa nhắc thôi mà, thì bây giờ cho người ta vô đi, vòng sau người ta mới học được chứ. Vừa người ta đã thi rồi, bây giờ cái điểm mà thiếu sót đó là bây giờ người ta học hỏi rồi lần sau người ta sẽ trình diễn cho nghe. Bây giờ em hứa với anh Thêm đi, nếu mà em vô vòng trong em sẽ sửa hết tất cả những gì mà ba vị giám khảo vừa nói. Chứ làm sao mà vừa nói người ta thi rồi làm sao mà anh thấy được. Lần sau đi anh cho cái yes đi, lần sau người ta vô người ta thấy. Hoặc là nếu đúng mà không? Chứ bây giờ kêu người ta học không sao học là phải cho người ta qua một vòng nữa rồi từ từ người ta mới học chứ, đúng không em? Như hồi nãy là anh Thêm anh nhìn nói đó, em có thể mướn, em có chịu mướn anh Thêm chỉ em hát không? Dạ có, em sẵn sàng. Anh biết sao không? Tại vì có những cái chuyện nó quá là dễ và nó quá là làm được dễ nhưng mà em mà tại sao lại không làm được mới là cái quan trọng. Ví dụ như mà hát khó quá, biểu diễn nó khó quá thì mình còn nói là khó quá thôi, tập được như vậy là được rồi. Nhưng mà đây nó quá là dễ đối với em, cho nên tại sao em không có biết đầu tư, không có biết phải nhờ người nào nghe đó. Cho chị bên em nói cái tưởng thực mình ngồi ở ngoài á, mình người ngoài mình sẽ sáng hơn cái người trong cuộc em. Dạ thì đúng rồi, dạ, bởi vậy cái em muốn cái người nó thêm hạ giọng xuống cái mình góp ý cho em nó để lần sau em nó sẽ khá hơn ha. Dạ. Cười dễ thương, cười đẹp lần trai. Lần sau nghĩ là vòng chưa? Kế phải không chị? Hả? Xin mời anh Thêm vote. Thôi thì chị trọng đạo chị. Bây giờ đó thấy chưa, góp ý kiến cho dữ đi rồi nói liệu lần nữa luôn. Chị yêu chị cầu chị yêu cầu ban giám khảo nói chuyện tròn vành rõ chữ. Thực ra cái này đó anh, như anh đã nói nó rất là dễ, cho nên nếu như em có cơ hội còn vô vòng trong anh sẽ cho em một cái cơ hội lần này là say yes. Nhưng mà nếu vô vòng trong nhớ please đầu tư, gọi anh Sơn hỏi thử ở đây có ai quen biết ca sĩ ca đồ gì đó hát cho người ta nghe, người ta sẽ chỉnh cho anh. Tại mình thi mà, mình thi mình hát có một lần thôi, cho nên mình dốc hết toàn lực của mình để mình hát một lần nha. Em cảm ơn anh Tim ạ. Xin mời chị Hồng Đào vote. Yes. Hi, yes. Xin mời chị Phương Hồng Quế. Yes. Wow. Và anh Đồng Sơn thì sao? Chúc mừng em có 4 yes. Chúc mừng em. Em ơi, em có lãnh được giải thưởng nhớ chia cho tụi anh nha. Dạ, em hứa là em cảm ơn bảo vệ em hôm nay. Anh ép anh Thêm phải say yes, tụi em thấy không? Bây giờ không say yes sao được. Em gì đó, giám khảo mà nói không rõ chữ, trời nói mà liệu làm sao được.